nửa đạn đạo lợi hại của Triều Tiên trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm cho biết, trong năm 1998, Việt Nam đã tiếp nhận từ Triều Tiên 25 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwa Sơn 6, Hwa Sơn Hỏa Tinh 6, Scud C là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, nhiên liệu lỏng, một giai đoạn do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sản xuất, đó là biến thể nâng cấp từ Hwa Sơn 5, phiên bản R-17 Abrams Scud của Liên Xô. Triều Tiên bắt đầu cải tiến nhằm nâng cao tầm bắn của tên lửa Hỏa Tinh 5 vào năm 1988. Với vài thay đổi nhỏ, đến năm 1989, công việc đã hoàn thành dẫn đến một loại tên lửa mới ra đời được định danh là Hỏa Tinh 6. Hỏa Tinh 6 đã bắn thử nghiệm vào tháng 6 năm 1990, nhờ thu được kết quả tốt, nó chính thức đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 1991. Do trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến đi kèm động cơ hợi suất cao mà sai số vòng tròn xác suất của Hỏa Tinh 6 rút xuống chỉ còn 50m, trong khi tầm bắn tăng vọt lên 700km so với 300km và CEP 500m, 900m của Scud IB. Kích thước của Hỏa Tinh 6 không có nhiều khác biệt so với các phiên bản cũ, chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 6.400kg với đầu đạn nặng 800kg, đầu nổ mạnh hoặc sinh hóa học. Do gặp phải những khó khăn trong việc nhập khẩu xe bệ phóng, Mars 534 của Triều Tiên đã quyết định tự chế tạo phương tiện vận chuyển nội địa. Ước tính đến năm 1999, Triều Tiên đã cho xuất xưởng tổng cộng 600 đến 1.000 quả Hỏa Tinh 6, trong đó một nửa trang bị cho quân đội nước này, 25 quả mang ra thử nghiệm hoặc tập trận, số còn lại xuất khẩu sang các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Hiện tại, tên lửa Hỏa Tinh 6 đã được sản xuất tại Iran theo dây chuyền chuyển giao công nghệ với tên định danh là Sahab 2, với cả tại Syria với sự trợ giúp về kỹ thuật của Trung Quốc. Căn cứ theo báo cáo của Syria, Hỏa Tinh 6 chính là tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa nhất và độ chính xác cao nhất trong biên chế binh chủng, pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh số Scud B được Liên Xô viện trợ từ năm 1981, những quả tên lửa trên nhiều khả năng được Triều Tiên thanh toán theo hình thức hàng đổi hàng sau khi nước này nhập khẩu gạo của Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi video tên lửa đạn đạo lợi hại của Triều Tiên trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Việt Nam sản xuất súng bắn tỉa xuyên giáp. Quý vị thính giả thân mến, được sản xuất trên nguyên mẫu quân ca, khẩu 12,7mm do nhà máy Z111 sản xuất, có thể đạt tầm bắn 1.800m và xuyên thủng xe thiết giáp hạng nhẹ. Phát triển các loại súng bắn tỉa hạng nặng có tầm bắn xa, sức công phá lớn đang trở thành một xu hướng mới trong sự phát triển các loại súng bắn tỉa trên thế giới. Súng bắn tỉa cỡ nòng lớn có lợi thế tầm bắn xa, sơ tốc đầu nòng cao. Sơ tốc đầu nòng là vận tốc viên đạn lúc ra khỏi nòng súng, sức công phá lớn cho phép đối phó hiệu quả với các loại xe bọc thép nhẹ, tiêu diệt sinh lực đối phương. Nhằm từng bước đáp ứng nguồn cung vũ khí cho quân đội, bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, Viện Nghiên cứu Vũ khí Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu chế tạo thành công súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm dựa trên súng bắn tỉa KSVK của Nga, cùng một số cải tiến phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Thông tin được báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng tải. Súng được thiết kế theo kiểu bullpup, tức là hộp tiếp đạn nằm sau cò súng. Thiết kế này có lợi thế giúp tăng chiều dài nòng súng mà không ảnh hưởng đến chiều dài tổng thể. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên kích thước 12,7 x 108mm. Súng có chiều dài tổng thể 1,35m, nòng dài 1m, trọng lượng 12,5kg. Súng được trang bị tích hợp kính ngắm quang học N12 do Việt Nam chế tạo với độ phóng đại 10 lần, phạm vi quan sát 1.800m. Kính ngắm N12 có khả năng chịu được thời tiết nóng ẩm, chịu rung sốc, va đập, lấy góc bắn nhanh chóng, thuận tiện. Tầm bắn hiệu quả 1.200m, sơ tốc đầu nòng 840m một giây. Trong quá trình thiết kế kính N12, nhóm nghiên cứu đã phối hợp chặt chẽ với các tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm. Do vậy, hai sản phẩm súng bắn tỉa và kính ngắm hoàn toàn tương thích với nhau, có khả năng đưa vào đồng bộ sử dụng ngay sau khi sản xuất. Sản phẩm kính ngắm N12 đã được chế tạo đồng bộ tại xí nghiệp 23 Z199 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thử nghiệm thực tế và được Hội đồng Khoa học Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiệm thu.
Kết quả thử nghiệm cho thấy kính hoạt động tốt, thao tác lấy góc bắn trên kính thuận tiện, nhanh chóng, tư thế ngắm bắn hợp lý, khả năng tháo lắp dễ dàng. Các đại lượng đặc trưng về độ tản mát, độ lệch trung gian và dải trung tâm của súng khi ngắm bằng kính đều nằm trong phạm vi cho phép. Theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu, các tác giả đã có nhiều sáng tạo trong nghiên cứu chế tạo như áp dụng các giải pháp nhằm thu ngắn chiều dài của ống kính nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quang học để giảm thiểu lực tác động lên kính, đảm bảo độ chính xác và độ cứng vẫn cần thiết của kính trên súng. Đưa ra các giải pháp tính toán chi tiết vạch ngắm, móc ngắm trên kính vạch, cơ cấu cơ khí lấy góc ngắm, đảm bảo cho xạ thủ có thể ngắm bắn chính xác vào mục tiêu, tính toán và đưa ra thêm hai hệ thống vạch đo cự ly đối với mục tiêu đứng, nằm, giúp xạ thủ chủ động tính toán cự ly mục tiêu, từ đó quyết định tầm bắn. Cùng với kính ngắm N12, việc chế tạo thành công súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm là một bước ngoặt quan trọng giúp công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiếp cận công nghệ chế tạo súng bắn tỉa hiện đại của thế giới, từng bước làm chủ việc sản xuất súng bắn tỉa trong nước, đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội, giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Video. Việt Nam sản xuất súng bắn tỉa xuyên giáp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở vị trí thứ 9 là trực thăng B-8. Được thiết kế bởi nhà máy trực thăng Bill Moskova, B-8 được đánh giá là dòng trực thăng thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp máy bay trực thăng của Nga. Loại trực thăng B-8 chủ yếu sử dụng động cơ do tập đoàn Motosich của Ukraine sản xuất. Đây là loại máy bay đa dụng, có thể dùng để chở khách, chuyển quân, vận chuyển yếu nhân, trinh sát, tác chiến điện tử, tấn công và đã được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Kế thừa những thành công trong thiết kế nội thất của trực thăng Mi-4, các kỹ sư Nga đã thiết kế trực thăng Mi-8 với hai động cơ Isotope TV2 cùng thân vỏ được bố trí rộng rãi hơn. Chiếc trực thăng Mi-8 đầu tiên được đưa vào phục vụ quân đội Liên Xô từ năm 1967 và là cơ sở cho các loại trực thăng Mi-8 quân sự và dân sự được sản xuất sau này. Nhìn bên ngoài, trực thăng Mi-8 có thiết kế rất tiện dụng, với phần khoang lái thấp được bố trí các khoang kính giúp phi công có thể quan sát được tốt hơn. Hai động cơ được gắn ở phía trên và phía sau khoang lái, cung cấp năng lượng cho cánh quạt 5 cánh, giúp máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Mi-8 là trực thăng tiện dụng được sản xuất nhiều nhất. Từ năm 1961, đã có trên 7.300 chiếc trực thăng loại này được sản xuất. Phiên bản phổ biến nhất là Mi-8T, chở được 24 lính. Thiết bị đổ và vận chuyển của máy bay trực thăng có thể được dùng để treo những vũ khí chiến tranh nhẹ và đạn dược nhờ vào các tời và cứu hộ người dưới mặt đất hay trên biển bằng một tời kéo hoạt động điện, khả năng là 200 kg. Cabin có các điểm cài trên sàn. Các thang lên máy bay có thể dùng cho xe. Cabin có thể chứa 12 liters. Dây đeo hàng bên ngoài có thể mang 3.000 kg. Nguyên tử Anh tới tay Liên Xô như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, vào một ngày hè nóng bức thời chiến, một cô gái trẻ nhanh nhẹn cùng đội cười tươi rói dắt xe đạp dọc một con ngõ vắng người sâu trong lòng thôn quê Oxfordshire. Đi cùng cô là một người đàn ông có vẻ hồi hộp, đôi mắt nâu lộ vẻ căng thẳng. Họ nắm tay nhau, tuy nhiên họ không phải là một cặp tình nhân. Họ là hai trong số những điệp viên quan trọng nhất thời chiến tranh lạnh, phục vụ trong mạng lưới tình báo quân đội của Stalin và mang về cho Liên Xô những bí mật hạt nhân quan trọng. Chuyện tình giữa họ chỉ là vỏ bọc của một điệp viên và một người quản lý. Cô gái trẻ là Urusha Kuczynski, có mật danh Sonia, thuộc GRU, tình báo quân sự Liên Xô. Cô là một cô gái nhập cư bất hợp pháp, sinh ra ở Đức, sống dưới vỏ bọc của người chồng, sinh ra ở Anh, tên Len, cũng là một điệp viên Liên Xô. Cô gửi bí mật về Moscow thông qua một dây phơi quần áo được điều chỉnh đặc biệt. Người đàn ông là Klaus Fuchs, cũng là một người nhập cư Đức. Anh là một nhà vật lý có tài, làm việc trong dự án bom nguyên tử Tubet Olos của Anh. Trọng tâm của dự án Tubet Olos là sản xuất uranium 235 tinh khiết. Dự án Tubet Olos sẽ tiếp tục là xương sống của dự án Manhattan ở Los Alamos, New Mexico, một dự án phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên. First đã giúp Liên Xô có được một bước nhảy vọt, tiết kiệm ít nhất 2 năm trong chương trình nghiên cứu hạt nhân. Tài liệu mới được tiết lộ của cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 và các tài liệu của Đông Đức xác nhận rằng cả trước và sau chiến tranh, nhiều bí mật hạt nhân của Anh đều do First cung cấp cho Liên Xô dưới sự dẫn dắt của Sonia. Đóng vai trò trung tâm là Insoken, một tòa nhà hiện đại màu trắng, thời thượng ở Hampstead, Bắc London.
Người dân ở đó giải phóng bản thân khỏi những việc nhà nhàm chán bằng nhà hàng tại chỗ, dịch vụ đánh giày và những chuyện tán gẫu quanh bàn công chung. Những bữa tối do đích thân đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị, cuộc sống có vẻ nhàn hạ và bình thường ở Isokan. Tuy nhiên, theo tài liệu mới giải mật của MI5, Isokan rất hấp dẫn với các điệp viên Liên Xô trong giai đoạn từ cuối những năm 1930 và năm 1950. Hơn 20 đặc vụ và người chỉ điểm đã sống hoặc thăm tòa nhà này. Chuyện bắt đầu khi Jürgen Kuczynski tới London năm 1933. Jürgen là một nhà thống kê kinh tế xuất sắc gần 30 tuổi, là một người Đức lưu vong và là đồng minh vững chắc của Cộng sản. Jürgen sẽ trở thành một cư dân tại Isokan. David Book, một sử gia thuộc Đại học Cambridge và được tiếp nhận với tài liệu của Liên Xô, chắc chắn rằng Jürgen Kuczynski tới Anh với nhiệm vụ là thiết lập các mạng lưới. Về vấn đề này, Jürgen có thể được em gái Ursula có mật danh Sonia hỗ trợ. Sonia học các kỹ năng điệp viên như cách xử lý chất nổ, làm việc dưới vỏ bọc ở Manchuria. Khi thời cơ đến, câu chuyện tới Oxford, gần trụ sở trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử ở Harwell, sau đó ổn định ở ngôi làng Great Rondright gần Tipping Norton. Tài liệu của Nga xác nhận rằng chính Jürgen Kuczynski đã giới thiệu First với em gái. Thông thường First và Sonia sẽ gặp để cùng nhau đi bộ một lúc lâu, hoặc Sonia sẽ nhận thông tin mã hóa được đánh dấu trong tạp chí mà First tuồn qua hàng rào thép gai của Harwell trong bóng tối. Các báo cáo của Sonia được gửi đi bằng sóng vô tuyến qua một chiếc máy không dây tinh vi giấu trên dây phơi quần áo trong vườn nhà Sonia. Một báo cáo được lưu trong cơ quan lưu trữ cho thấy cảnh sát Úc. Việt Nam mua 4 trạm giám sát tên lửa hiện đại. Theo giới truyền thông Ấn Độ, Việt Nam đang đàm phán về hợp đồng mua sắm hệ thống phòng không Akash của nước này. Theo giới chuyên gia quân sự, giá thành một quả đạn Akash chỉ dưới 500.000 đô la, nên việc mua sắm các hệ thống này sẽ có giá trị cao về tính kinh tế. The Times of India dẫn nguồn tin từ giới quốc phòng nước này hôm 10 tháng 1 cho biết hai bên đang xúc tiến các cuộc đàm phán để đạt được một tầm nhìn chung. Nguồn tin cho biết thương lượng về Akash tương đối dễ dàng bởi vì 96% hệ thống tên lửa này là của Ấn Độ. Việt Nam mong muốn không chỉ nhận được tên lửa phòng không Akash mà còn bày tỏ ý định tiếp cận công nghệ thông qua việc thành lập xí nghiệp hợp tác sản xuất. Phía Ấn Độ cũng thích cách tiếp cận từng bước, bắt đầu với việc phân phối các sản phẩm hoàn chỉnh. Times of India nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam trong những năm gần đây đều rất quan tâm đến việc xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, xuất phát từ những quan ngại chung về sự gia tăng ảnh hưởng và mức độ đầu tư khổng lồ cho quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra, tờ báo Ấn Độ còn cho biết, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cũng tuyên bố rằng Việt Nam cũng quan tâm đến việc mua sắm tên lửa hành trình BrahMos do liên doanh BrahMos Aerospace của Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Nhưng theo nguồn tin của Times of India, để đạt được tiến bộ về dự án này sẽ khó khăn hơn so với tên lửa phòng không Akash bởi vì BrahMos có 60% các thành phần cấu kiện của Nga. Được biết, hệ thống phòng không Akash được Ấn Độ phát triển từ nguyên mẫu 2K-12 Cup SA-6 Genfo của Liên Xô. Đây là tổ hợp tên lửa phòng không lục quân với nhiệm vụ bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Do vậy, nó sử dụng khung gầm xe bánh xích GM-575 có tính việt giã cao. Hiện tại, Akash đang được Ấn Độ chế tạo theo hai biến thể chính, phiên bản dành cho không quân đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp và phiên bản lục quân sử dụng khung xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 hoặc xe chiến đấu bộ binh BMP hoán cải. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu những hệ thống phòng không đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các sư đoàn lục quân trên chiến trường trước sự tấn công của trực thăng hay cường kích, thậm chí là cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối đất và các thiết bị bay không người lái. Mỗi hệ thống Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Mỗi xe chở hệ thống Akash gồm 3 giá phóng tên lửa với 3 quả nạp sẵn đảm nhận bảo vệ vùng không phận 62x62 km. Tên lửa điều khiển cao tầng sử dụng đầu đạn 55 kg với tốc độ tối đa lên tới Mach 2.5, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động ở cự ly đến 30 km, ở độ cao 18 km. Nổi bật nhất của tên lửa Akash là động cơ phản lực ramjet, giúp nâng cao độ chính xác trong khi giá thành sản xuất rẻ hơn. Hệ thống Akash được trang bị radar giám sát 3D Rajendra, có thể theo dõi 64 mục tiêu cùng lúc, có thể đồng thời tiêu diệt 12 mục tiêu, có khả năng hoạt động ổn định và chống lại các hệ thống chế áp điện tử của đối phương. Việt Nam nhận 4 trạm giám sát tên lửa Shagen TA. Công ty NPK của Nga tuyên bố vừa chuyển giao cho Việt Nam 4 trạm giám sát thử nghiệm tên lửa.
Một thông tin đáng quan tâm là ngày 10 tháng 1, giới truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ nhà sản xuất của Nga là công ty hệ thống thiết bị chính xác NBK cho biết, 4 trạm giám sát tên lửa cơ động mang tên Sajen TA đã được họ cung cấp và triển khai tại Việt Nam. Các chuyên gia Nga cũng đào tạo đồng nghiệp Việt Nam làm việc với thiết bị và tham gia khởi động hệ thống quan sát tại thao trường, thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống giám sát theo dõi Sajen TA kiểu cơ động cho phép đo đạc trực quan các vụ thử nghiệm tên lửa. Thông báo trên trang web của công ty nêu rõ, chúng tôi đã thực hiện công tác lắp đặt, vận hành và đưa vào khai thác 4 trạm đo đạc kinh vĩ và giám sát quỹ đạo 14SH27, tức là tổ hợp quang học điện tử cơ động Sajen TA. Hệ thống giám sát theo dõi di động Sajen TA cho phép xác định khởi điểm phóng, vẽ quỹ đạo bay, cung cấp tham số đo đạc và góc tới của đối tượng thử nghiệm trong phạm vi giải phổ tần số có bức sóng khả kiến và giải sóng hồng ngoại. Hơn nữa, chúng được thiết kế để mô phỏng lại các giai đoạn bay của tên lửa với phạm vi theo dõi tối đa lên tới 1.000 km. Thông tin về việc Việt Nam mua sắm 4 trạm đo đạc này được coi là bất ngờ vì trước đó hầu như không ai biết về tổ hợp giám sát đo đạc các vụ phóng tên lửa này, tính năng của nó cũng hết sức bí ẩn. Hãng thông tấn Nga TASS đã đặt ra những câu hỏi rất lớn về sự bất ngờ của thương vụ đặc biệt này. Liệu trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ thử nghiệm những tên lửa mới, tự sản xuất hay là để giám sát các vụ phóng tên lửa xung quanh? Và tại sao Việt Nam mua tận những 4 tổ hợp để làm gì, trong khi nếu thử nghiệm tên lửa thì chỉ cần 1 đến 2 bộ là đủ? Tờ báo Nga viết. Cũng có những bình luận đã liên hệ sự việc Ấn Độ chính thức tuyên bố sẽ chuyển giao công nghệ tên lửa Akash và trợ giúp từng giai đoạn cho tới khi Việt Nam tự sản xuất được trong nước với sự kiện Nga bàn giao cho chúng ta 4 trạm giám sát tên lửa 14SH27 Sajen TA. Một số chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của Sajen TA ít nhiều liên quan đến dự án hợp tác về công nghệ tên lửa phòng không Akash và tên lửa hành trình BrahMos. Tuy nhiên, đây là những tên lửa có tầm phóng rất thấp so với khả năng giám sát trong phạm vi 1.000 km của Sajen TA. Do đó, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp về mục đích sử dụng 4 hệ thống này. Hiện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin của giới truyền thông Nga và Ấn Độ. Các bạn vừa theo dõi video. Việt Nam mua 4 trạm giám sát tên lửa hiện đại. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.